Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người tiếp một số cần này, cần tay có, cần máy có nha mọi người. Đầu tiên là để mình dọn lại cho nó gọn qua như dễ. Đầu tiên là một cây cần tay. Cần này thì tóc mắt tem rồi. Này, cái tem của nó chỉ còn cái tem này, mình không biết cái hãng gì nha mọi người. Đấy, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 80-85%, 85%. Đấy, đọt của nó này. Đấy. Đúng rồi. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng tất cả nha mọi người, năm lóng. Tay này 5 lóng. Đấy. Cái cần này dài 4 mét mốt, thu vào là 1 mét mốt nha mọi người. Cái độc của nó là 1,6 ly. Đây, 1,6 ly. Cân nặng 240 gram. Cây này số 1. Cây này bán 170 nghìn nha mọi người. Tiếp theo, số 2 là một cây cần Olympic nha mọi người. Cần Olympic, chất liệu là phíp. Cần này cần tay. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Đấy, 85%. Đọt của nó đây. Một lóng, hai lóng, ba, bốn. Bốn lóng tất cả nha mọi người. Bốn lóng. Cái cần này dài 3,9 m, thu vào là 1,1 m. Đường kính của cái độc đỉnh là 0,8 ly. Cân nặng là 160 gram nha mọi người. Cái số 2. Cái này bán 140 nghìn. Số 2 140 nghìn nha mọi người. Số 3 là một cây cần tay. Đây, hiệu của nó đây, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, đọt của nó thì thực sự ra nó chỉ bị gãy một tí chỗ này thôi nha mọi người, gãy một tí thôi. Đây, cái này mình nhớ là bữa trước về mình có lấy cái đọt ra mà nhỡ tay chọc xuống một phát nó gãy mắt mọi người. Mình chọc xuống một phát nó gãy một đoạn thế này thôi, gãy một đoạn như thế này, nó không ảnh hưởng gì máy nha mọi người. Đây mọi người coi, đọt nó vẫn còn nguyên, chẳng qua là nó bị gãy. Ở đây này có cái đoạn co giấy, nó co vải, nó co lại để mình cột cước thôi. Còn cái này ưng thì mình về mình cột lại thôi, không có sao cả nhé. Đấy, đọt. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Bốn lóng nha mọi người. Cái cần này dài 3,6 m. Dài 3,6 m, thu vào 1,01 m. Cái độc là 0,9 ly. Cân nặng 100 gram. Đây, mọi người xem mình. Đây, cái thân gốc của nó chỉ bằng cái ngón tay của mình thôi. Đây. Cái này cây số 3. Cái này 80 nghìn nha mọi người. Số 3 80 nghìn. Đấy. Thực ra nó thì cái đọt của nó lúc nãy mình chỉ đó, nó chỉ gãy một đoạn như thế này thôi, chưa bằng một cái lóng tay này của mình nữa nha mọi người, chưa bằng một cái đốt ngón tay của mình nữa. Tiếp theo số 4 là một cây cần Ryobi. Cái cần này thì Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người, Ryobi Hàn Quốc xuất Nhật. Cần này cần tay, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90% trở lên. Đấy. 90% trở lên. Đây, đọt của nó đây, khá là mạnh dẻ. Này, câu cảm giác nha mọi người. 1 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. 5 lóng. Này. Cái cần này dài 4 mét, thu vào là 1 mét 03.
cái độc là 0,6 ly, cân nặng là 200 g. Đấy, 200 g. Đấy, cái thân của nó đấy, to hơn ngón tay mình tí nhá. Rất là gọn nhẹ nha mọi người. Cái này cây số 4. Số 4. Cái này mình bán 160.000. Số 4 160.000 nha mọi người. Tiếp theo số 5 là một cây cần tay, chất liệu là phíp, còn cái hãng thì giờ tem nó mắc rồi mình không biết cái hãng gì. Mình nói đi nói lại là hàng mình đều là hàng bãi Nhật nha mọi người, cho dù là hàng made in Korea, made in Indo, made in Malay, made in Taiwan, made in China, tất cả đều xuất sang thị trường Nhật nên chất lượng nó được đảm bảo nên mọi người yên tâm nhé. Cái này thì ngoại hình khoảng 85-90% nha mọi người. Đây, đọc của nó. Đấy, đọc của nó khá là vững nhé. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm lóng nha mọi người. Cần là dài 4,2 m, thu vào là 1,07 m, độc là 1,7 ly, cân nặng là 220 g. Cây này cây số 5. Số 5. Cây này bán 190.000. 5 190.000 nha mọi người. Tiếp theo số 6. Cái cần tem thì chỉ có dừng nãy thôi đấy. Này, cross vary, cần này cần tay chất liệu là phíp nha mọi người, cần tay chất liệu phíp. Ngoại hình của cái cần này thì 90-95%. Này, đọc của nó. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, năm lóng tất cả nha mọi người. Cần này dài 4,5 m này, thu vào là 1,09 m này, độc là 0,85 ly, cân nặng là 210 g. Cây này cây số 6. Số 6. Cây này mình bán 160.000. Số 6 160.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 7. Cần số 7 là cái một cây cần Nixing nha mọi người, cần Nixing. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 80%, chất liệu là phíp nhé. Đây, đọc của nó đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng luôn nha mọi người. Thằng này cũng năm lóng. Cần này dài 4,4 m, thu vào 1,04 m. Cân nặng là 240 g, đọt là 0,8 ly. Đây là cái số 7. Số 7. Cái này bán 150.000. Số 7 150.000 nha mọi người. Số 8. Cái cần này hiệu con cá này. Cần này thì nội địa Nhật rồi, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đấy, đọc. Một, hai, ba, bốn, bốn lóng thôi nha mọi người. Cần này bốn lóng thôi. Cần này dài 4 m,
Mình có đếm nhầm không ta? Sao đây đi đếm chín. 1 2 3 4 rồi mình đo lại luôn. Càng này dài 39 mọi người. Ai để nhầm rồi. Càng này dài 39, thu vào là 1,1 mọi người, thu vào 1,1. Cái độc là 0,7 ly, càng nặng là 220 g. Càng này càng số 8. Giá 160.000 nha mọi người. Số 8 160.000. Số 9 tiếp tục là một cái càng tay hiệu Crover ghi này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái càng này khoảng 90%. Đấy, đột. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng. Cái cần này dài 3,6 m, thu vào 1,09 m này. Đường kính của cái đọc đỉnh đó là 1 ly, cân nặng 140 g. Đây, mọi người coi này. Nó thon gọn bằng nhỏ hơn cái ngón tay mình một tí nhé. Cái này cây số 9. Số 9. Cái này bán 90.000. 90.000 luôn. Đúng không ạ? Tiếp theo. Số 10. Cái này là cái miếng xù đỡ cần nha mọi người. Cái xu để mình đặt lên mình đỡ này, đỡ này. Cần này thì không thấy tay mình rồi, chất liệu là phíp nha mọi người. Cần tay ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. Đọc này, một lóng, hai lóng, ba lóng thôi nha mọi người, ba lóng thôi. Cái cần này thì mình nó thon gọn nhỏ. Đấy. Ok, cái cần này dài 2,7 m, thu vào 1,13 m, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 80 g. Cái này cây số 9 rồi ta, 9,8 gì đâu, 9. Cái này số 10. Số 10. Cái này 80.000 nha mọi người. Số 10 80.000. Số 11. 11 là một cây cần Uban. Uban, cái này chắc Hàn Quốc xuất Nhật hoặc là gốc Nhật gì đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này là 90%.
Đọc một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm nha mọi người, năm lóng tất cả. Cần dài 4,5 m, thu vào là 1,04 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cái số 11. 170.000. 11 170.000 nha mọi người. Số 12 là một cây cần có cái hiệu gì đây. Này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này thì khoảng 90% cần tay nha mọi người, cần tay. Đây, đọt của nó. 1 2 3 4 4 lóng tất cả. Cần này dài 3,6 m, thu vào 1 m, đọt 0,8 ly, cân nặng 160 g. Cái này cây số 12. Giá 120.000. 120.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cần tay nè, thử cần tay. Cái số 13 là một cây cần tay luôn. Cây này thì cũng không còn tem rồi. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 75 đến 80%. Đây, dưới này người ta quấn cái keo này cho cầm cho khỏi trơn tục thôi chứ còn không bị gì thế này nha mọi người. Đấy. Đọt. Đấy. Cái cần này dài 3,6 m, thu vào 1,01 m. Đọt 0,9 ly, cân nặng là 140 g. Cái này cây số 13. 13, 80.000. 13, 80.000. À, quay lúc nãy mình quay chưa? Chưa nói cho mọi người máy. Máy đoạn nhỉ. Một lóng. Hai lóng. Wow. Lóng này nó có bị thay sữa gì chưa ta? Nó có lại chưa khích khích. À, hai lóng. Ba lóng, bốn lóng. Bốn lóng nha mọi người, cần là bốn lóng. Bốn lóng. Số 14 là cái cần này. Cần này chắc là hàng China xuất Nhật nha mọi người. Chắc liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 90%. Có dàn phan này. Phan thì ok. Tóc chỗ này là cái xu nha mọi người. Tóc chỗ này là cái xô, xu nó khô nó tróc như thế này thôi. Còn đá sứ phía trong thì vẫn ok nhá. Gốm mà ok. Đây, đọc này. 1 2 3 4 lóng, 4 lóng nha mọi người. Đây, 4 lóng. Bát này. Cần này dài 3,5 m, thu vào 1 m, đọt là 1 ly 9, cân nặng là 200 g. Cái này cây số 14. 170.000. 14, 170.000 nha mọi người. Mười lăm, ok cần này, như này.
chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 90%. Đấy. Dàn phan này. Phan thấy còn ok, đá đít còn ok nhá. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, năm nha mọi người, năm lóng, bát hai bô này, x7, cái cần này dài 4m3, thu vào 1m04, đọt là 2 ly, cân nặng là 280 g. Cái này cây số 15. 15. 15. Cái này bán 240.000. 15 240.000 nha mọi người. Tiếp theo số 16 này. Cuten này, chữ Nhật tôi gì đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này nó 90% trở lên. Đấy. Dàn phan là ok này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, càng này ba lóng nha mọi người. Đây, bát vặn nhé. Càng này dài 3m, thu vào là 1m08, đọt 2,2 ly, cân nặng là 200 g. Cây này cây số 16. 170.000. 16 170.000 cho mọi người. Tiếp theo. Cây số 17 cũng cây cần cuten luôn. Cây này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 90% trở lên. Đây, cần này China xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Đọt. Cái này cái size lớn hơn cái cây vừa rồi. 1 2 3 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả. Không lóng này, bát vặn này. Cần này dài 3m6, thu vào là 99 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 280 g. Cây này cây số 17. 220.000. 17 220.000 nha mọi người. Tiếp theo số 18. Đây, cái cần này. Cần này chắc là cũng China xuất Nhật. À đúng rồi, máy in China này. China xuất Nhật nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cần khoảng 90%. Đấy, phan, đá, ok. Cần này thiết kế ít phan. Này, đọt khá là cứng nha. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Cần này dài 3m, thu vào là 1m08, đọt 2,8 ly, cân nặng 180 g. Cây này cây số 18. Cây đó 160.000. 18 160.000 nha mọi người. Số 19 là cây này. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì 90-95%. 90-95%. Đây, phan thì phan kim loại. Ok. Ồ, có chỗ này không bị bung rồi mọi người. Chỗ này bị bung rồi. Chỗ này bị bung rồi nhá. Này, đọc. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người.
vắt như cái vặn này. Cần này dài 2,7 m, thu vào 1 m, độc là 2,4 ly, cân nặng là 200 g. Cái này cây số 19. Này bán 80.000. 19 80.000 cho mọi người. Hai là một cây cần Shimano, Holiday pin 10, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85% trở lên. Đấy, phan đá này thì tương đối, phan này tương đối hư rồi nhá, vì mọi người thay mấy cái phan khác đi hoặc là xử lý là dán keo lại này, còn đá thì còn nguyên nhá. Dobu Fuji này, Dobu Fuji. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Đấy, bát Fuji này. Cái cần này dài 2,8 m, thu vào là 1,1 m nha mọi người. Đường kính của cái độc đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 240 g. Số 20. Cái này bán 120 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video cần câu này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng đó là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code về đồ câu này, và đơn hàng từ 200.000 trở lên mình sẽ ship. Và một vấn đề lưu ý quan trọng nữa, bức thiết quan trọng, đó là mọi người trước khi nhận hàng phải mở hàng ra kiểm tra thật kỹ là hàng của mình nhé, xem thử có bị nhầm lẫn hay là thiếu sót gì không, hoặc là bị vận chuyển bể gãy vỡ nứt gì đó thì liên hệ mình để xử lý ngay lúc đấy. Còn mình sẽ không chấp nhận giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng rồi với bất đạo báo mình là bị này bị kia nhé. Rồi, cảm ơn người rất nhiều.